Xin chào các bạn, mình là Nemu của Nemu Channel. Thì hôm nay là ngày thứ năm của đầu tháng 10 ha, ngày 3 tháng 10. Thì là mình đang có mặt bên sạp cửa hàng nè, sạp cửa hàng bữa nay có một chế độ hay đó chính là chế độ S-Max. Mà S-Max bên hàng là nó vừa có cả tư chất 14 lẫn 15 nha. Mà nó không phải là full 15 như bên sạp cửa chung, bởi cho nên là chơi nó cũng dễ hơn nhiều. Nó không có khó. Ok, gọi là quẩy thôi. Thì mùa trước ở cái acc này mình có đánh rồi, bởi cho nên là bây giờ nó reset về điểm có 750 điểm nè. Đó, chứ còn mấy acc này lúc trước mình không có đánh reset về không điểm, nhiều khi là kiếm đối thủ nó khó. Đó, bây giờ lên được 750 điểm rồi. Dễ kiếm đấu hơn xíu. Dòng là đánh nhanh nhanh, tại vì bữa nay nha, bên sạc vui chung thì chế độ là S-Max full 15 nè. Bên Nhật khả năng cao là chọn thẻ. Đó, bên hàng nói chung là kỳ này là cả ba server là đều có chế độ kiểu như là chơi được luôn. Cho nên nếu mà rảnh rảnh thì mình sẽ cố gắng làm hết thôi. Ê da, Rugal, có đủ lon nữa, Miss It nữa, đồ, kèo căng cọt nha, phải trưởng, nâng cao lấy đủ lon với Rugal rồi, không chắc không lấy Rugal rồi, à không là tưởng đâu không lấy, kèo đánh sao ta, kèo này mới vô phía tướng rồi, chắc mới vô phía tướng rồi đó. Bởi vì không fit cũng được đó, kèo này mình thấy lông hổ, mà cái vấn đề là kèo này cái vấn đề không nằm không phải nằm ở chỗ lông hổ, không phải là lông hổ, vấn đề không phải là nằm ở chỗ lông hổ, cho nên là có lấy được lông hổ không nó cũng vậy. Này chắc cướp mình sẽ ra con Miss It đó. Chắc cướp ra Miss It mình fit mấy con kia nè, fit vô fit Vasa nè. Đó, kiểu kiểu vậy đó, chơi lông hổ na say. Ồ, Yasumi na say. Ây da, đau đấy. À, đau đấy, pha này toi mít ít rồi. Pha này vô mít ít nè. Vô đi cái nội tại á. Ôi, phải trưởng đua lon. Họ đi một nội tại của tôi rồi. Thôi chưa, chưa, chưa. Bây giờ vẫn đi thôi. Rồi, một nội tại đó. What the hell mẹ, cái gì đá gì ghê vậy, vãi trưởng đá gì ghê vậy, má phải không đam rồi cay nha. Ồ, không chết nó Google luôn kìa. À, cái này toang rồi. Qua tên sau con kia nó phản rồi. Qua tên sau đu lo nó phản cái nữa. Nó vừa đủ đam. Đó, biết ngay mà, nó phản ngay. Ồ, nó bị khiêu khích mình nó phản kìa. Bé bé bé. Bị khiêu khích mà phản được. À, mà sao dễ bị CC quá, Google não lắm. Cái ném mà mình chọn trước thì nó cầm con gì ta, cầm con Lulon. Nói chung cái này mình thấy nghĩ là con Mythic trong này nó không có nhiều tác dụng. Có Mythic đó, không có gì tác dụng ở trong kèo này. Tại vì gặp Lulon với lại gặp Google rồi nó phản choáng được cũng 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 toang. À, kèo này kiểu như mình sao ta, mình thọt mất một con rồi đó. Nếu mà mình lấy Google đi, nó cầm, nói chung là cái vấn đề là được đu lâu để cái con vá xa. Ừ, cũng vậy. Cái này phải như mà con có một cái con mà nó lệch nhất thì dễ rồi. Bây giờ whip, kèo đi cầm whip ấy.
phải nó lại miss it. Rồi, kèo này chưa chắc leo na cùi nha, kèo này chưa chắc leo na cùi. Kèo này chưa chắc leo na cùi đâu. Đó, kèo này mình phía tướng tiếp thôi. Đó, phía tướng. Kèo này ra Maki nè. Kèo này ra được Maki và fit. Sau đó mình ra con whip và ra leo na hai con luôn. Không chắc ra từ con đi, ví dụ mà chết hết thì mình sẽ ra một mình con whip thôi, rồi sau đó sẽ ra con Leona sao. Kiểu kiểu vậy á, phải chia nhau ra. Đấy, chứ kêu nó đắp một cái, nó đắp cái mình ra hai con cũng ổn. Đấy, từ từ tại whip nó cũng trâu mà. Đó, mình sẽ ra con Maki trước. Đó, hợp lý không? Đó, mình sẽ ra con Maki trước, mấy con như con dị rồi này kia nè. Mấy con mấy kiểu như mấy con này nó không có nhiều tác dụng. Có nhiều tác dụng trong tim. À, kè này nếu mà ra con Adele thì là con Maki này chết sẽ biến thành con, sẽ biến thành vẫn là thành con Maki nha, tại này là có nguyên một đám này đều là gấu nè. Đó vậy đi. Đó. Phải chấp nhận thôi. Nó từ từ. Hợp lý không? Ra từ con được con, hợp lý không? Hợp lý chưa? Đó, hợp lý à? Chứ kèo này là con như mà nó nói rồi, con Leona kèo này chưa chắc cùi, chưa chắc cùi. Ôi giời ơi, mít ít ơi. Mít ít ơi là mít ít, thấy không? Nói chung là tùy trận mà chúng ta phải kiểu như phân biệt là coi con nào nó lợi hoặc con nào nó không lợi. Nói chung trong mít ít thì trong team nó cũng phải cần cover. Trong BK sao mà đủ lực để cover? Nói chung kèo này là con whip và cái con kèo trên hết rồi. Có lông hổ. Chắc khả năng cao lấy robot. À lấy Maki chắc mình lông hổ cũng được. Ừ. Nó sẽ lấy con dị với con Terry không? Terry là chắc rồi. Ồ lấy Melee vậy? Lấy Melee à. Ờ lấy con dị lại con Yashiro rồi. Ramon không? Để Ramon đi. Chấp nhận bỏ Mari đi, tại vì Ramon này giảm nộ được. Sumi chắc rồi. À không có Sumi hả? Không có giảm công hả? Không có giảm công. Không có giảm công. À, rùa, rắn, gấu hổ, à tứ hồn nè. À tứ hồn luôn. À, nhưng mà tứ hồn thì hơi toan ha. Tứ hồn thì hơi toan. Nè, Karate là rắn, robot là hổ nè. Auto choáng. Ừ chết nó luôn, đỡ. Tự nhiên nó phía con Maki kìa. Ừ Melee biến thân luôn. Hay da, Melee về biến thân đánh dấu hai con này, đánh dấu con nào đây? Nó sẽ nổ con nào đây? Ui giời ơi. Ui giời ơi. Bây giờ Melee giết con Sumi đi, đẹp luôn á, giết con Sumi đi. Ừ, ủa mẹ mày không chết kìa.
Đấy, chết là đẹp rồi. Đấy, chết là coi như là mình ra con Yashiro thường, mình phá búp của con khổ. Inugi Suda choáng. Hợp lý. Ừ đó, để ra được con vệ nó cho chắc cướp. Nhưng để ra con vệ cho nó chắc ăn ấy mà. Choáng. Không choáng. Nhưng mà vậy cũng được rồi, không sao. Tại KT như là tứ môn của KT là như là giảm chí mạng của cái con, của cái con, của cái con mục tiêu hay sao á. Chết đồ. Mãi rồi. Ây da. Yashi ngu giờ đỡ đòn như như một vị thần. Vừa nói xong không đỡ luôn. Vừa nói xong không đỡ mày. Vừa nói xong tại sao mày không đỡ? Ôi nãy giờ cặp lông hổ mày đọc chiêu liên tục. Đá cho nó chết. Đá cho nó chết. Ây da, mẹ Robert giờ 3 số bị melee target nè. 3 số bị melee target, melee có nộ rồi đó. Ủa chưa hả? Kì vậy? Chưa có nổ hả? Ôi mày mày chết luôn. What's power? Terry có chí mạng hả Terry? Đá chết luôn. Mày đi, ủa sao chưa có nổ ta? Giờ mới có hả? Ủa chí. Ui giời ơi, mẹ full cây. Phải trưởng full cây. Phải nổ full cây. Phải rồi. Nó chọn con robot một cái full cây luôn. Đồng ý biết là 3 số rồi, thì 3 số là mỗi số là tăng thêm chí mạng, nhưng mà mình không nghĩ là có thể được nổ chí. Không phải là không được, nhưng mà mình nghĩ là nếu như mà là cái ạc của mình nó chưa chắc đã được nổ chí, tại vì sợ là do là không có cái thừa. Rồi mình là người được chọn trước. Ây da, Na thần rồi Rap rồi Dolores rồi Kyo. Ây da, khó gì ta. Chắc lấy Rap rồi, chắc bỏ Kyo. Kyo kìa này thọt á. Ôi lấy Kyo hả? Kìa này Kyo có gì ngon đâu, thật sự luôn á, là mình nói thiệt. Kyo kìa này có vẻ gì, đúng không? Kìa này Kyo có cái nịch. À đừng coi thường Doret nha. Doret là tứ môn của nó là đánh rất là đau nha. Tứ môn nếu mà đang có khiên đánh cực kỳ đau. Đừng coi thường tứ môn Doret. Nói chung đa số là mấy cái con mà kiểu như là mấy cái con vệ đồ này, quấy cái con mà quán chiến công thủ thường độc chiêu nó thốn. Isla thì không thốn lắm luôn. Isla thì độc chiêu không thốn lắm. Nhưng mà còn mấy con như là Benny nè, Benny nè, Zo 15 nè, Dolores nè, đó, đọc chiêu thốn vãi trưởng luôn. Mình ra mấy cái con mà có CC á. Nó ra mấy con có CC. Mới vô kêu có nổ nó đấm rồi. Dolores còn búp khóa máu cho team nữa thì team cũng trâu lắm chứ mà, chứ mà giỡn rồi. Má đồ đấy tầm một bài khiên luôn. Ủa con Rap mới vô là được búp mà phun nổ luôn hả? Đồ. Được phun nổ luôn. Còn choáng nữa. Ui được phun nổ luôn. Phải nồi mới vô được búp phun nổ luôn. Sau đó mình sẽ tách ra.
Đồ đấy lên khiên kìa, đau nó mới đau. Choáng choáng liên tục. À, đồ rác lâu lên nổ quá. Này cho Roret lên để cho nó ngắt lượt ông ta. Na thần chịu chịu được á. Có cho nó lên để nó ngắt lượt ông trời. Không ngắt luôn mẹ luôn rồi. Rồi chưa đủ nữa. Rồi cho lên cho ngắt lượt không đi. Rồi có khiên rồi nè, mà pha này sợ nó đam vỡ khiên luôn. Hay mà kèo này khổ một cái là hai con này đều là vệ, mình để hàng trước hàng sau gì cũng bị con ráp nó đấm khốn. Ừ, vấn đề nằm chỗ đó, bị nó đấm khốn. Ngắt lượt cái ta. Đồ rất là khó canh cái ngắt lượt quá. Ừ mà mình không có con nào đẩy đi để mình giết hai con kia ha. Không có con đẩy đi là mình làm mình thua. Mình thua tướng rồi. Mình đánh trước rồi nè. Còn đánh trước chứ, đánh trước. Nãy mình vô mình chọn trước, mình chọn con Na thần. Ờ. Đồ đấy nãy giờ chưa được nổ cái nào. Đồ đấy sợ quá, con kỳ hồ. Ôi mẹ ơi. Đồ rác không ngắt lượt được. Cây nha. Giờ lên khiên quá chừng. Cái pha nào vậy? Vừa lên khiên xong. Vừa lên khiên xong là nó lại là tuyệt kỹ vô nó lại phá khiên tiếp. Má ghê, ráp đấm. Một đấm bay khiên luôn. Cái kèm này cầm hai con về. Hai con về gặp đúng cái con ráp mẹ đấm hàng sao. Bây giờ ngắt lượt làm cái gì nữa? Giờ ngắt lượt làm cái gì nữa? Lại còn không có ấy nữa. Không có hoa đá nữa. Nhưng con này chắc thua rồi. Cái này nếu mà mình chọn trước mình lấy con rap nó vẫn cầm được kêu là con Na thần à.
cũng vậy, không có khác biệt nhiều. Ừ, không có khác biệt nhiều. Nói thiệt nãy giờ đô đấy chưa được đọc chiêu một cái lúc mà có khiên một lần nào luôn. Kêu chưa mất cái nội tại nào. Nó cứ toàn lúc có khiên á là bị ăn một cái tuyệt kỹ là bay khiên rồi. Thật ra thanh niên này kiểu như sao ta gọi là đúng kiểu kiểu như làm ngay ngay mất thời gian, chứ thực ra mấy cái con như là con Leona là con này nè, có nổ vô cũng có làm được cái gì đâu, thực sự luôn á. Có nổ vô cũng không mất máu mà cũng không có được bút thêm cái vẹo gì cho tim. À mà nãy giờ Rodex đọc chi không choáng được cái nào ha. Con Ráp này vẫn có thể bị choáng được nha, có thể bị choáng được. Không choáng được cái nào. Có cái này mà không có con nào đẩy đi để giết hàng sao quá. Nó ra thần châu châu rồi, nhưng mà cái vấn đề quan trọng là không giết được hàng sao. Đó nè. Nè đam làm được cái gì? À choáng, choáng con nào nó cũng giải. Ồ, thôi rồi. Nó gặp đúng ngay con Ráp rồi ta. Cầm hai con về. Cầm hai con về, không có con nào đẩy đi được. À mà chưa chắc mình đẩy nó lại đi đúng không? Chưa chắc đẩy nó đi. Tại vì con Ráp khi mà nó vô thế nha, vẫn đẩy được á, nhưng mà khả năng cao là nếu mà không có kế thừa thì đẩy nó sẽ đỡ đòn. Mình được chọn trước tiếp, nãy giờ kèo này được chọn trước hai kèo lệch đúng không? Cái kèo Rugal. Kèo Rugal. Thì da, má để nó combo Diamond thì vải trưởng. Để nó kèo combo Diamond thì mình cũng toan. Vải nồi. Ô, mình để nó lấy con kèn rồi. Ô, lấy Robert hả? Ô. Để nó combo để nó combo Diamond mình cũng toa vậy thôi, mình chắc cướp mình chọn con gì ta, mình chọn con Diamond. Mình không nghĩ là nó lại nhường cho mình con Ken nha, con Ken ngon mà. À, khả năng cao nhường mình con Vasa rồi. Vasa kèn này có vẹo gì đâu. Nhìn là biết. Nhìn là biết rồi. Tóc biến luôn. Tóc biến luôn. Một cái nội tại luôn Robert. Anh đi là gà, đúng ra pha đó nộ con Rigelit á. Nộ Rigelit nó đam lan là chết con máu xa rồi. Nó sợ nó sẽ nộ đam khác không đam. Đó khi mà ông Ken dưới máu này nó sẽ không đam, nó đi là gà. Không biết canh ấy á. Nhiều khi cái ống máu mà kiểu như là nó mình không phân biệt được là 50 hay 40 thì không nói. Con pha này rõ ràng là thấp máu hơn nhìn là biết rồi. Úi dùi dà. Úi dà. Ui à. Đúng rồi à.
Ra một cái hạn sát thương. Ôi mà cái tông này đau. Cái tông nó đau. Yêu vậy à. Pha này tại nộ một cái nữa rồi resist đậu phộng rồi nó hết cái lần bay người rồi lên phong long hỏa sơn rồi. Phong long hỏa sơn. Ôi nó hùng. Hồn chi đế. Ô. Ô mẹ mày robot. Nó sạch máu rồi mà con Ken đánh không lên nội tại kìa. Ảo đá vậy. Ờ sao nó lại để con kia lên tăng tiếp. Đại mon nữa, đại mon choáng đó. Mày nó éo choáng được cái nào hả? À dài, đại mon gần hết ống vàng rồi kìa. Ôi đại mon hết đồng chiêu mày. Đại mon ơi, đồng chiêu là toang đó. Không choáng gì luôn. Rồi phản nó. Phản nó. Ken giờ quá giờ tầng long khí rồi. Ken phản đau lắm. Không lâm hỏa sơn. Rồi có cần chết rồi. Cái này đi một nội tại nữa. Ôi chết luôn hả. Nói chung kè này mình nghĩ là nếu mà team bạn lấy thay đổi con robot á, đổi con robot thành con Ken thì chưa chắc mình ăn được nha. Đâu mới biết mình có combo mà con Ken bên này mạnh nó phản đau. Rồi ok, vậy coi như nãy giờ mình ăn được có 2 game đúng không? Một game tới chức 14, à ăn được 3 game rồi. Một game tới chức 14 cái vụ kèo Terry nè đúng không? Kèo con Terry 2k3 nè. Một game con Leona nè. Thì nói Terry có Terry luôn. Một game con Leona chức 15 là một game này nó 3 game rồi. Lấy resist thì con ghi. Sẽ lấy con lắc với lại con Hinako. Hinako để làm tăng ảo. Ồ không lấy Hinako hả? Ờ khả năng cao nhường mình con Athena rồi. Thật ra Athena kè này cũng ngon mà. Tính đánh tên gì? À sáng thấy rắn nè. Khả năng rất cao sáng thấy rắn. Rất rất cao luôn. Rất cao sáng thấy rắn. Điệt ngay. Sáng thấy rắn ăn chí mạng. Sáng thấy rắn ăn chí mạng. Đâu có biết là con trick đầu chiêu nó là giảm hồi máu là giảm kháng chí mạng. Đậu phòng ăn chí mạng. Hài cốt. Hài cốt thực sự. Đủ rồi. Đó, để cho nó chết. Giảm nội con này hợp lý hả. Mày đầu tiên phải chơi sáng rắn mà tim mấy đỡ đòn vậy luôn, giống y chang như mỗi lần mà mình chơi đậu phộng chơi tim rùa hoặc là zero rồi kia mày không đỡ đòn y chang luôn á. Pha đó là nguyên tim mấy mà, nguyên tim rắn mà. Ây da mẹ, gấp đôi canxi vậy mẹ. Hai cái đam hàng sau cắt lẹt nha, cắt lẹt luôn á. Ôi đam. Úi giời ơi. Vãi trưởng đam.
vải Trường Nam. Đúng rồi. Namatsuri. Waspower. Em ta đi áo đá vậy vừa vô đã có chí rồi. I a chữ chữ ư i chi. Psycho Sword. Sorry. Sorry. À, bây giờ chiếc con này xong thì con ta đi lại được cái kế thừa. À, già má nó phá bút tôi. Nó phá bút tôi, chết tôi rồi. Mẹ Zero vừa vừa ấy bút xong mẹ chết tôi. Ui mẹ mày. Ui ui hơn đỡ rồi, nó cũng toan phải này khả năng cao toan. Đỡ 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 đi anh, đỡ đi. Ui giời ơi mẹ ơi đam. Vãi cả đam kìa. Mẹ đam nó tởm vậy. Giảm nợ con lắc đi, con lắc có nổ rồi đó. Ừ hay quá. Ừ lấy nổ cho tay. Ui ui. Ủa mình thấy tự nhiên cái xác nó hiện, mình tưởng đâu là nó có nó hồi sinh. À. What's power? What's power? Đấm mà chết luôn chứ còn nói năng cái gì nữa. Rồi highlight zero xoáy một cái chí mạng chết luôn á. Ui không cần chí luôn. Ôi ôi mẹ pha này zero zero tự nhiên nó gánh tim cho mình á. Rồi ok thì cái video mình đánh BK chế độ Smash mình xịt qua hàng có thể kết thúc nha. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích thì để lại cho mình một comment, một like share, một đăng ký kênh ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Thank you for watching. See you next time.